Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nấu món bún riêu nhanh ngon bổ rẻ. Nguyên liệu chính gồm có 3 số 3, đó là 3 trái cà chua, 3 cái trứng, 300g thịt xay và một hộp gia vị bún riêu cua. Đầu tiên thì mình cắt cà chua ra như múi cam. Hành tây thì mình cắt làm đôi. Mình đập 3 cái trứng vào trong một cái tô lớn và đánh đều lên. Sau đó mình trộn đều với một hộp gia vị bún riêu cua và đánh tan lên luôn. Rồi mình cho thịt băm vào và trộn đều lên cho thịt băm nó rời ra. Đây là loại thịt xay mình đã mua sẵn ở siêu thị cho nó nhanh. Mình có thể nêm thêm một muỗng cà phê muối hoặc là một muỗng nước mắm tùy ý mình thôi. Mình phi thơm hành tỏi trong cái nồi và cho cà chua vào xào sơ. Sau đó thêm vào một muỗng canh mắm và đậy nắp lại để 3 phút cho cà chua nó mau mềm. Xong rồi mình đổ vô khoảng 1 lít rưỡi nước sôi. Khi nước sôi lên rồi thì mình cho hành tây vào cho nước nó ngọt và mình múc từng muỗng riêu cho vào nồi. Mình nêm thêm một muỗng cà phê muối. Một ít me chua. Một muỗng mắm ruốc. Cho nước của mình nó đậm đà. Mình cho hết vô lồi luôn cho nó nhanh. Rồi trong khi chờ nước bún sôi lại thì mình đi luộc bún. Thì mình cho một tí giấm thì bún sau này nó đỡ nát. Mình luộc 3 đến 5 phút theo hướng dẫn ngoài bao bì, xong rồi rút ra và xả lại với nước lạnh. Rồi nước lèo sôi rồi, bây giờ mình cho vô tí dầu màu cho nó đẹp. Rồi mình thấy riêu nó chín rồi đó, là nó nổi lên nè, đẹp không? Rồi xong, ăn thôi, bỏ bún vô cái tô, múc nước lèo ra, chan lên. Rắc vô tí hành ngọ. Tan tan. Khi ăn thì nhớ cho chút giá nha. Rồi xong, ăn thôi, mau mau.